Trong một động thái mang tính đột phá, cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua và Deontay Wilder dự kiến tạo ra một đêm quyền Anh thu hút thêm một số tay đấm tên tuổi khác trong thế giới những người khổng lồ vào đêm 23 tháng 12 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Động thái này, các nhà tổ chức kỳ vọng sẽ tạo đà cho cuộc đọ sức được ký kết giữa hai tay đấm Tyson Fury và Oleksandr Usyk đã được chuyển sang mùa xuân năm 2024. Anthony Joshua sẽ đối đầu với Otto Wallin, người nổi tiếng vì đã mang đến cho Tyson Fury một trận đấu đầy thử thách vào năm 2019. Trong khi đó, Deontay Wilder sẽ đối đầu với nhà vô địch liên lục địa của IBF và WBO, Joseph Parker. Cả hai trận đấu được kỳ vọng sẽ là khúc dạo đầu cho cuộc đụng độ rất được mong đợi giữa Anthony Joshua và Deontay Wilder trong tương lai gần. Nếu thành công trong các trận đấu dự kiến, Anthony Joshua và Deontay Wilder chắc chắn sẽ so tài với nhau, điều mà người hâm mộ mong muốn được chứng kiến từ lâu. Với sự góp mặt của Deontay Wilder càng làm tăng thêm sự mong đợi xung quanh trận đấu tiềm năng với Joshua. Cuộc đấu trí hạng nặng trong đêm 23 tháng 12 còn có sự góp mặt của những tên tuổi hiện tại trong thế giới những người khổng lồ. Các cặp đấu cũng được xác định đó là Daniel Dubois gặp Jiro Miller, Grant Sanchez so tài với Junior Fa. Anthony Joshua đang tìm cách chuộc lỗi sau những trận thua liên tiếp trước Oleksandr Usyk. Trong khi đó, Deontay Wilder đang đặt mục tiêu tìm lại vị thế của tay đấm hàng đầu sau hai trận thua trước Tyson Fury. Giới chuyên môn cũng suy đoán rằng Aslan Beg Makhmudov bất bại sẽ chạm trán với Agit Kabazen và Filip Govic sẽ thử thách khả năng của Martin Bakole trong đêm quyền Anh bom tấn ở Riyadh vào đêm 23 tháng 12. Hàng loạt cuộc so tài hạng nặng hứa hẹn thêm một đêm đối đầu gây cấn nữa mà Riyadh đã từng mang đến cho người hâm mộ vào cuối tháng 10 vừa qua.